Để cho anh em con R65 em ha. Con này R65 Kubota, công suất của nó là 8 HP anh em ha. Số của nó là 8HP, dòng này dòng Kubota anh em ha. Và anh em nào cần liên hệ em nhé, 0985927776 Zalo ha, ba ship cho anh em ha. Đi ha. Chạy rất là ok anh em. Nước sơn trên áo này nó hơi chốc chốc nhẹ nhẹ anh em ha. Rồi anh em này chốt con này 6.8 ha, ba ship cho anh em ha. Công suất của nó 8 người 8 người được. Đời đời bánh trấn dày anh em nha. Kubota Diagen R65, công suất của nó là 8 người anh em ha. Rồi anh em nào cần liên hệ em nha, 0985927776 ha. Anh em nào xài dòng Mitsu 85 giờ em còn anh em ha. Mitsu 85 ha, Mitsu 7. Mitsu 7 nha, như con này là Mitsu 7, con này đẹp anh em. Đều có thùng dầu ha. Con này đẹp lắm. Đó. Số 7, số 11, số 14 à, anh em cần liên hệ em đi ha, ba ship cho anh em ha. Oxy nó mới về nữa anh em ha, anh em cần liên hệ em nè. Có con này ga 65 anh em ha, 65 này anh em nào chốt con dĩa giá 5.500.000 nè, ba ship này, bao chất lượng máy chạy ha. Rồi chào anh em.